Xin chào các bác, chào mừng các bác đã xuất được câu Gia Khánh của em nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là 23 tháng 3, em sẽ tiếp tục nêm bao nuôi phụ kiện câu cá. Thì video em giới thiệu các bác là gồm có dây câu này, từ size to đến size nhỏ này, chủ yếu là cuộn lớn các bác nhé. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết, em lại giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690999. Em đã ghi trên các màn hình, bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em hoặc là ebook qua Zalo nhé. Em báo giá trong video chưa gồm phí ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000. Ship code toàn quốc, có kiểm tra hàng thoải mái trước khi giao cho em nhé. Giờ em giới thiệu chi tiết từng sản phẩm một cho các bác. Đầu tiên giới thiệu bác có một cuộn cước Sanzo, một cuộn cước size lớn nhé, dành cho hai câu biển này. Đó, cuộn cước còn đẹp quá nhé. Đây, còn nguyên tem nhé. Đây, gần như là mới tinh. Đó đây nhé. Đó, còn mới tinh nhé. Cuộn cước Sanzo này, made in Japan nhé. Size sẽ là size số 30, size 30 này. Tiết diện nó sẽ là 0.910 mini. Đó, đây nhé, gần một ni quá nhé, gần được một ni nhé. Đó đây. Đó, size cực to luôn. Extra V500. Đó, 500m các nhá, mã vạch đầy đủ này. Đây. Đây cuộn siêu to các nhá. Đây. Dây đây, cho các xem dây này. Dây bao trong suốt các nhá. Bao nét các nhá. Đó. Cực đẹp luôn, trong suốt nhá. Mã số 1 này, mã số 1 sẽ để giá là 250.000 cuộn này nhá. Mã số 1 250.000 cuộn Sanzo. Size số 30. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 đến cuộn cước hàng nội địa nhá, cũng là size số 30 này, cuộn 500m này. Con này đã qua sử dụng rồi nhé, đã qua sử dụng nhé. Đó, còn khoảng tầm một nửa già, còn khoảng tầm 300m thôi nhé. Đây, còn khoảng tầm 300m. Này, cước sẽ cước kiểu cước vàng như này. Này, đó, cước vàng dạng này nhé. Trong suốt thế con nhé, trong suốt nhé. Đây, cước còn cực kỳ đẹp luôn, cước cực kỳ mềm thôi nhé. Cực kỳ mềm nhé, đây, kiểu dáng này. Đó, đây, cả cuộn như này. Cuộn này size số 30. Mã số 30, một cuộn này dài 500m nhưng còn khoảng tầm 300m thôi nhé, 300m hơn 300m gì đó. Đó đây. Mã số 2 sẽ đều giá là 200.000, mã số 2 200.000. Rồi tiếp tục mã số 3. Mã số 3 em giới thiệu bao một cuộn Sunline, một cuộn Sunline này, made in Japan nhé. Đó. Size số 20 này. Đây em sẽ bóc cái giá cũ này, giá cũ 2.300 yên này. Đây sẽ bóc luôn cho bác cái giá này nhé. Đây. Sunline này, quen Star này, đó. Size số 20. Tiết diện sẽ là 0.74 mini. Đây, 0.740 mini nhé. Đó, tải được 90 lb, là 45 kg cá nhé, 45 kg cá. Dài 600m, Sunline Japan. Đây, thông tin đầy đủ hết các nhé. Đây, thông tin chi tiết đằng sau đầy đủ nhé. Đây, cước cứ trắng nhé. Cước trắng này nhé. Đây, đó, cực kỳ đẹp nhé, còn mới các nhé, còn mới nhé. Một cuộn Sunline, size số 20. Cuộn này mã số 3 cuộn này sẽ để giá là 250.000 nhé. Mã số 3 250.000 nhé. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là cuộn này size số 16 này. Cuộn này size số 16 này. Cuộn này của Fuji nhé, Fujino coi nhé. Đây, của hãng Fujino này. Tubon coi nhé. Size số 16, cước 200. Alo, 200m, em xin lỗi các bác. Size số 16, cuộn này 200m nhé. Giá là 3.200 yên này. Đây. Con này đẹp luôn các nhé, con này còn nguyên không nhé. Đây còn nguyên nhé. Đây, còn nguyên này. Cước size to các nhé, dành cho là hai câu cá lớn, câu cá biển nhé. Fujino, nó đây. Cước sẽ cước màu xanh như này, câu xanh này. Con này mã số 4 sẽ đều giá 250.000 nhé. Mã số 4 250.000. Rồi tiếp tục mã số 5 em có một cái cọc này, một cọc này sẽ bán tất cho các bác luôn nhé. Không sẽ nẻ nữa, để nguyên một cọc cho các bác. Tổng cộng 1 2 3 4 5, 5 cuộn. Tính nhà cũng có 50.000 trên một cuộn thôi. Đó đây này. Giá trên một cuộn nó gần 200.000 các nhá. Gần 200.000 cuộn này nhá. 930 yên này. Đây. Cước sẽ cước dạng 73 34 màu này nhá. Màu trắng này, màu đỏ này, màu cam, màu xanh này. Đó. Nó nối liền với nhau nhá. Nối liền từ cuộn này sang cuộn này, cuộn này sang cuộn này, và cuộn này sang này nhá. Đó. Nó nối liền như này thì tổng cộng sẽ 500m thôi nhá. 500m. 500m mã số 5. Cước này cước của cái hãng này là hãng Everest các nhá. Hãng Everest. Mã số 5 sẽ để giá là 250.000 nhé. Mã số 5 250.000. Đó, 5 cuộn nhé. Cước Everest size số 16. Đó, size số 16 nhé. Mã số 5 250.000. Số 6. Mã số 6 đến một cuộn cước này size số 12, một cuộn mới nguyên. Cuộn này Mỹ Japan này, của Fujino thôi nhé. Nó của hãng Fujino nhé. Nó nylon này. Đây, cuộn này mới nguyên, chưa qua dụng nhé, quyền nguyên tem nhé. Nguyên tem này, nó chưa qua dụng thế nào cả. Size sẽ size số 12. Tiết diện sẽ là 0.570 mini. 0.570 mini các nhá. Đó đây, đó tiết diện này.
của hãng Fujino này, Minjaba này, hàng mới chưa qua dụng nhé, còn nguyên tem nhé. Đây, cước trong nhé, cực kỳ đẹp nhé. Đây, cước trong nhé, nó không bị xỉn màu nhé. Mã số 6 sẽ đẻo giá là 250.000, cỗ này, mã số 6, 250.000. Rồi, mã số 7 em đếm cuộn này, cuộn của hãng gì đây này. Đây, Nino 100%, cuộn là 1.000m thôi nhé, 1.000m nhé. Size số là size số 12, tiết diện nó sẽ là 0.570mm. Nó đây, Mid Japan nhé. Đây, thông tin đầy đủ nhé, Mid Japan này. Đó, cước sẽ cước trắng trong này, trong vắt luôn, trong vắt luôn. Cuộn này 1.000m thì nó dùng, đúng này chắc khoảng tầm 300m thôi. Dùng khoảng hết tầm 300m thôi nhé. Đây, 300m nhé, còn cực kỳ nhiều luôn. Thầu có dùng nhé. Đó, mã số 7, một cuộn Nino 100%, hãng rút này, 1.000m này, size số 12 này, Mid Japan này. Cuộn này dùng nó khoảng tầm 300m thôi. Đó, 300m thôi, còn khoảng tầm 700 nữa. Mã số 7 này sẽ đẻo giá là 200.000. Mã số 7, 200.000 nhé. Cước thì trong veo như này, trong như này, trong vắt luôn, trong veo nhé. Mã số 7, 200.000. Rồi, tiếp tục mã số 8 em đến một hãng cước này, hãng cước của Crystal Clear coi nhé. Đây, của hình cái thuyền buồm này. Đây, của hình cái thuyền buồm nhé, hai mặt giống nhau hết nhé. Đó, cước này sẽ là cước size số 10, cuộn này sẽ là cuộn 1.000m, cuộn này dùng sẽ khổ hết khoảng tầm 200 rồi. Đó, còn 800m thôi nhé, cực kỳ nhiều luôn. Đây, size số 10. Đây, cước còn cực kỳ đẹp nhé, cước hơi màu xanh xanh, xanh trong nhé. Đây, cước màu xanh trong này, đó, còn cực kỳ đẹp nhé, bên trong còn mới nguyên coi nhé. Đó, mã số 8, một con cước của Crystal Clear, size số 10, cuộn 1.000m, đã dùng khoảng tầm 200, còn 800m nhé. Mã số 8 sẽ đẻo giá là 220.000. Mã số 8, 220.000. Đúng rồi, số 9 em đến một cuộn này, một cuộn Sunline tiếp theo. Một cuộn Sunline size số 8 này. Đó, Quen Star. Đó, đây, size số 8 này. Tải được 35 lb, là tải được 17.5kg các nhé. 600m này, tiết diện sẽ là 0.470mm. Sunline Japan các nhé. Đó, màu sẽ là màu hồng như này, màu hồng này. Cuộn này dùng khoảng tầm hết tầm 200-250m thôi nhé, sử dụng hết còn 250m nhé. Đây, còn cực kỳ đẹp luôn. Đây, thông tin đầy đủ nhé. Đó, thông tin đầy đủ nhé, Made in Japan của Sunline, mã số 9, size số 8 nhé, sử dụng khoảng tầm 250m thì còn khoảng tầm 350m thôi nhé. Đó, size số 8 này, mã số 9 sẽ đẻo giá là 200.000. Mã số 9, 200.000 nhé. Rồi, tiếp tục mã số 10 em đến cuộn này, một cuộn của IGK nhé, hàng cao cấp này, một cuộn IGK này, Made in Japan nhé. Cuộn này thì size sẽ là size số 14. Một cuộn này sẽ là 500m này, tải được 50 lb. Đó, 50 lb là tương đương với 25kg cá. Tiết diện nó sẽ là 0.620mm. Đây, 0.620mm thôi nhé. Mã vạch đầy đủ nhé, IGK này. Đây, thông tin đầy đủ hết nhé, Mỹ Japan có nhé, Japan nhé. Đây, một cuộn này, cước bên trong còn cực kỳ là đẹp nhé. 300m thì, 500 thì cuộn này sử dụng hết khoảng 100 thôi. Mới sử dụng hết khoảng 100 thôi nhé. Giống này còn khoảng tầm 400m nữa, thầu có dùng nhé. Đây, cước cực kỳ đẹp nhé, cực kỳ mịn nhé. Đây, cực kỳ mượt luôn. Đó, mã số 10 của IGK, size số 14, tải với 50 lb này, 500m này, sử dụng hết 100m còn khoảng tầm 400. Mã số 10 sẽ đẻo giá là 250.000. Mã số 10, 250.000. Rồi, tiếp tục mã số 11 em có một cuộn cước hình con cá kiếm nhé, nylon fishing line. Đó, cuộn này còn size số 8, 1.000m. Đây, cuộn này còn nguyên nylon nhé, còn nguyên nylon nhé. Đó, chưa qua sử dụng nhé, nguyên ni lông nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đây, có nhìn cước trong veo nhé, trong vắt nhé. Đây, đó, trong vắt nhé. Size số 8, cước hình cá kiếm này. Mã số 11 em sẽ có một cuộn cước size số 8, 1.000m mới nguyên, chưa qua sử dụng. Cuộn này sẽ đẻo giá là 140.000. Mã số 11 nhé. Rồi, tiếp tục mã số 12. Mã số 12 em đến một cuộn cước của Rock, cước Rock nhé. Size số 10, 1.000m nhé. Cuộn này đã qua sử dụng hết khoảng tầm 100m, 100 đến 150m thôi nhé, còn cực kỳ là nhiều luôn. Đây, giá cũ đã 1.290 yên này, bây giờ khoảng tầm 240.000 rồi. Đây, đó, đây giá cũ thôi nhé. Đây, số 10, 1.000m, sử dụng hết khoảng tầm 100-150m nhé. Đây, cước sẽ cước hơi vàng này nhé, cước hơi vàng trong này nhé. Đó, bản chất cước nó sẽ như thế con nhé. Đây này, cực kỳ trong luôn, cực kỳ trong nhé. Đây, đó, cuộn này nhé, còn cực kỳ đầy luôn. Mã số 12 cuộn này là size số 10, 1.000m, sử dụng hết khoảng tầm 150m rồi. Nó cuộn này sẽ đẻo giá là 180.000. Mã số 12. Rồi, tiếp tục mã số 13 đến một cuộn này cực kỳ đặc biệt này, một cuộn này cuộn Daiwa, một cuộn Daiwa nhé.
Đó, quạt này thì size số 5, dài 600m, tiết diện sẽ là 0.370mm. Đây, đó, đây các bạn nhé. Đây, thì là mỗi cuộn này nó sẽ đánh dấu 50m sẽ một chấm này nhé. 50m sẽ dán vào miếng giấy này, cứ 50m sẽ dán vào miếng giấy nhé. Đây này, 50m này. Đó, đai hoa nhé. Thông tin đầy đủ hết các bạn nhé. Đó, thông tin đầy đủ nhé. Made in Japan, đây là chữ Japan ghi chỗ này này. Đó, tại vì dán cái tem rồi chặt quá, bóc ra phát nó rách cả miếng này luôn. Đây, size số 5 đây, tiết diện sẽ là 0.370mm. Đây, cước sẽ cước màu nâu đục như này nhé, màu nâu đục như này nhé. Đó, còn cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ đẹp nhé. Mã số 13 quận Daiwa này, quận này sẽ để giá là 250.000 nhé. Mã số 13 250.000. Rồi tiếp tục mã số 14 này sẽ có một quận cước Hà Nội địa, size số 8, 500m, tiết diện sẽ là 0.470mm. đây, Made in Japan nhé, Hà Nội địa nhé. Đây, kiểu dáng này, cước này sẽ là cước màu xám trong, không phải xám trong. Quận này còn mới chưa qua sử dụng thôi nhé, quận này mới chưa qua sử dụng nhé, còn nguyên tem này, nguyên tem nhé, mới nguyên chưa qua sử dụng. Đây, kiểu dáng này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất nhé. Size số 8, 500m. Đó, đây, tiết diện là 0.470mm. đây, hàng mới nguyên. Con này mã số 14 quận này sẽ đổi giá 180.000 nhé. Alo, 130.000. Mã số 14, 130.000 quận này nhé. Rồi tiếp tục mã số 15 em sẽ có một quận cước size số 3 này, dài 3.200m. đây, quận sẽ quận dài như này. Đây, quận dài này nhé, cước sẽ cước size số 3, trong veo, trong vắt qua nhé. Đây, trong vắt như này qua nhé. Đây, đầu nó tháo dây đây qua nhé. Đây, nó còn cực kỳ là nhiều luôn. Quận này thì dùng chỉ hết tầm 500m thôi, em đến thì em áng khoảng tầm 500m thôi, còn rất là nhiều nhé, cực kỳ nhiều luôn. Mã số 15, một quận cước của nylon fishing line. Đó, quận này size số 3, dài 3.200m. đây, đó, quận này mã số 15 sẽ đẻo giá 150.000 nhé. Mã số 15. Rồi tiếp tục 16 giới thiệu cho bác một quận cước size số 4, dài 1.000m. quận này sử dụng hết khoảng tầm một nửa rồi, sử dụng hết một nửa thôi nhé, còn một nửa thôi, khoảng tầm 500m. đây, một quận cước của Best Quality, hình con cá kiếm thôi nhé, hình cá kiếm nhé. Đây, đó, nó có in chữ chỗ này nữa, mình không đọc được, thế mới rách rồi. Đó, mã số 16 nhé. Đây, cước này, cước còn một nửa, khoảng tầm 500m. Cước còn khoảng tầm 500m nhé. Đây, cước trong veo, dành cho bạn làm trục thẻ ok nhé, vào máy ok nhé. Mã số 16 quận này sẽ đẻo giá là 100.000, mã số 16. Rồi, tiếp tục mã số 17 em đến một quận cước nylon fishing line tiếp qua nhé. Đó, hình cá kiếm này, quận này size sẽ là size số 10, dài 1.000m. quận này sử dụng hết khoảng tầm 400m coi nhé, sử dụng hết khoảng tầm 400m thôi, 400-500m thôi nhé coi nhé, còn khoảng một nửa đấy, còn khoảng nửa này. Cước sẽ cước trong veo này, cước trong veo nhé, cước trắng trong này nhé. Ở đây, đây là cái đầu nó này, đây này coi nhé, cước trong nhé, trong veo luôn. Đó, đây kiểu dáng này, quận dài nhé. Ở cước số 10, 1.000m, sử dụng hết một nửa, còn khoảng tầm 500m. Mã số 17 này sẽ để giá là 120.000, mã số 17. Ôi, 18 em đến giới thiệu qua một quận cước size số 3, 1.000m. Quận này của Detsunon, đây nhé các nhé, Excelner này, Quality này, Detsunon, đây các nhé, đó, đây, đó, size số 3, 1.000m, nylon fishing line này, đây các nhé, đây, đó, hai bên thông tin đầy đủ nhé. Quận này sử dụng hết khoảng tầm một nửa rồi, thì nó còn khoảng tầm 500m nhé, còn khoảng tầm 500m nhé. Cước sẽ cước trắng trong này, nó cực kỳ trong luôn, trong vắt luôn các nhé. Đây, kiểu dáng này. Đó, mã số 18 một quận size số 3 này, 1.000m thì đã sử dụng hết một nửa rồi, thì còn sẽ toàn khoảng tầm 500m. 500m thì quận này sẽ để giá 100.000, mã số 18, 500.000. Alo. Mã số 18 100.000. Rồi tiếp tục mã số 19 em đến một quận cước Nagon. Đây, một quận cước của Japan các nhá. Japan nhá. Đó, cước dòng này thì bao bền quá luôn, bao chất lượng nhá. Made in Japan này. Đây. Con này thì sẽ còn dài 600m đúng không? 600m, con này nó còn khoảng tầm 300m nữa, còn tầm 300m thôi nhé, 300m. Cước size bé, dài như là 2 nằm thẻo. Đây, size 3.5, dài như là 2 nằm thẻo nhé. Đây, cước trong như này nhé, trong veo trong vắt luôn. Đây, này con này size 3.5, tải được 7kg cá, tiết diện sẽ là 0.310mm. đây, tải được 14 lb, 7kg cá nhé. Đó, Made in Japan nhé. Con này là con mã số 19. Mã số 19 sẽ đẩy giá là 110.000. Mã số 19 110.000. Rồi tiếp tục mã số 20. Mã số 20 em sẽ có một quận cước
Nikon tiếp theo, con này cũng của Japan nhé, nhưng size sẽ size số 5, dài 600m, tiết diện sẽ là 0.370mm, test được 10 kg cáo nhé, 20NB này, 10 kg cáo này, cước sẽ cứ màu vàng này, đó. Con này nó còn khoảng tầm một nửa quá nhé, còn khoảng tầm một nửa, đây, đây, 600 còn khoảng tầm 300 nhé, cực nhiều luôn, đây, cước dòng này dành cho bác nào câu máy hoặc là câu làm trục, cực kỳ chất lượng luôn, cực kỳ chắc quá nhé, đây, đó. Con này mã số 20, con Nikon size số 5, 600m, sử dụng hết một nửa, nó còn khoảng tầm 300m, tải được 10kg cá, đó, mã số 20 sẽ để giá 120.000 nhé, mã số 20. Rồi tiếp tục 21 em đếm con này, một con cước size số 2, cũng của Nikon thôi nhé, Nikon này 1000m này, con này con to quá nhé, còn 1000m này, size số 2, tải được xem nào, nó in cái bìa đấy, không đọc được. Tải được 8NB quá nhé, tải được 8NB nhé, tải được 4kg cá, size số 2 tải được 4kg cá nhé. Made in Japan đây nhé, có nhé, Nikon nhé. Đó, đây, thông tin này. Con này còn khá là nhiều, 1000m thì con này sử dụng hết khoảng tầm 400 thôi, còn khoảng tầm 600m thôi nhé, còn khoảng tầm 600 nhé. Màu sẽ màu hơi xanh rêu nhỉ, màu hơi xanh rêu này. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn, cực kỳ dài luôn nhé. Con này mã số 21 sẽ đẻo giá 120.000, mã số 21 120.000. Rồi mã 22. Mã 2 đến một quận Nikon tiếp theo, một quận Nikon size số 6, quận này sẽ là 1000m thôi nhé. Tiết diện sẽ là 0.405mm, tải cá sẽ là 12.5kg thôi nhé, Made in Japan nhé. Đây, quận cước sẽ cước xanh này, cước xanh trong thôi nhé, cước xanh trong này nhé. Đây, thông tin đầy đủ thôi nhé. Đó, quận này còn cực kỳ nhiều luôn, 1000m, quận này còn khoảng tầm 700m, còn khoảng tầm 700m. Mã số 22, quận này size số 6, 1000m, sử dụng còn khoảng tầm 600m nữa, còn 600m nữa, còn lại mã số 22 sẽ đẻo giá nó 120.000, mã số 22 120.000. Rồi tiếp tục mã số 23. Mã số 23 đến một quận Sunline quá nhé, một quận Sunline Big One này, Big One này. Size sẽ size số 4 này, dài 500m nhé. Quận này thì người ta đã sử dụng qua một ít rồi, sử dụng cho có hết khoảng tầm 5-70m thôi, còn 5-70m thôi. Đó, còn cực kỳ nhiều luôn. Chú cũng tầm 5-70m, đó, size số 4 500m Sunline này. Đây. Con này tiết diện sẽ là 0.330mm quá nhé, 330mm nhé, mã vạch đầy đủ nhé. Đây, đó, kiểu giá này hộp có bị nứt một chút thôi do vận chuyển thôi, còn cước không ảnh hưởng nhé. Mã số 23, một con cước Sunline size số 4 500m, sử dụng hết khoảng tầm 6-70m, đó, còn khoảng trên 400m thôi nhé, còn trên 400m. Mã số 23 sẽ đẻo giá 130.000, mã số 23 130.000. Rồi tiếp tục mã số 24. Mã số 24 đến một con cước của Mark không nhé, Beyond và bay đây các nhé, mark các nhé. Size sẽ size số 3, tiết diện sẽ là 0.285mm, tải được 6.3kg cá các nhé, dài 500m. Con này còn mới nguyên chưa qua sử dụng nhé. Con này sẽ là cước màu xanh đục nhé. Mã số 24 một con cước size số 3 này, con này sẽ để giá 130.000 nhé, mã số 24 130.000. Rồi tiếp tục mã số 25 em có quận cước IC mã số 24 luôn, cũng là point và bay này, đó, mark size số 3, tiết diện là 0.285mm, tải tĩnh được là 63kg coi nhé, dài 500m, đó, hàng mới chưa hoạt dụng. Quận kia sẽ màu xanh và quận này sẽ màu hồng nhé, cước sẽ cước đục, đó, mã số 25 sẽ để giá 130.000, mã số 25. Rồi tiếp tục mã số 26 em giới thiệu bằng một quận Sunline size số 3, dài 500m, size số 3 dài 500m, tiết diện sẽ là 0.285mm, tải tĩnh sẽ là 4.1kg nhé, Sunline này, Made in Japan, mã vạch đầy đủ nhé. Đây, đó, đấy nhé, cước sẽ cước trắng thôi nhé, cước trắng như này, cước trắng trong này nhé, cực kỳ đẹp luôn, hàng mới chưa sử dụng. Mã số 26, cước size số 3, con này sẽ đẻo giá là 160.000 nhé. Rồi tiếp tục 27 em đến quận cước của Neo, một cước của Neo nhé, sản xuất của Sunline này, sản xuất bởi của Sunline cũng nhé, Sunline nhé. Quần này quận cước size số 3, dài 500m, màu gray, đây, mã vạch đầy đủ nhé, Gloria cũng nhé, đây, đó, Sunline nhé, đây, cước sẽ màu xám như này, màu xám này nhé, thông tin đằng sau đầy đủ chứ, đây, hàng mới chưa qua dụng, cực kỳ đẹp luôn. Mã số 27, quận này sẽ đẻo giá là 140.000, mã số 27 nhé. Rồi tiếp tục mã số 28 sẽ có một quận size số 2 này, cước size số 2 này, một quận hàng nội địa nhé, nó in toàn chữ Nhật thôi, em không dịch được. Mã số 28 sẽ có một quận size số 2, dài 1000m, đây, 1000m,
Cuộn này mới chưa có sử dụng nhá. Cước sẽ cước màu vào cam trong. Cước sẽ màu cam trong như này nhá. Size số 2, đó hàng mới nhá. Mã số 28, cuộn này sẽ để ở giá 110 ngàn. Mã số 28, 110 ngàn này nhá. Ôi, mã số 29. 29 em giới thiệu qua em có một cuộn Sunline tiếp theo. Một cuộn Sunline size số 6. Dài 600m. Cuộn này mới chưa qua sử dụng nhá. Mới chưa qua sử dụng nhá. Còn tem mã code này. Đây. Đó, hàng Nhật nhá. Sunline Japan này. Size số 6 này, tải được 25 lb. Tải sẽ được 12,5 kg cá. Tiết diện sẽ là 0.405 mm. Dài 600m nhé. Đây, quen Star. Cước sẽ cứ màu cam như này. Hàng mới chưa qua dụng, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mã số 29, 29 con này sẽ để giá 180 ngàn. Mã số 29. Rồi tiếp tục mã số 30. Mã số 30 em sẽ có một cuộn cước carbon nylon. Một cuộn cước carbon nylon nhé. CN500. Cuộn này cuộn của hãng Duel nhé. Duel. Đó, đây Duel. Ở Mỹ đi Japan này, 500m này. Size số 2, tải được 4 kg cá, 9 lb này. Tiết diện sẽ là 0.235 mm. Đây. Thông tin đầy đủ hết nhá. Đó, Mỹ Japan nhá. Đây cuộn cước này. Cước sẽ là cước màu vàng trong này, màu vàng trong này. Dành cho bạn hay làm thẻo làm trục này, ok nhá. Đó. Cuộn này mã số 30, mã số 30 sẽ để giá 160 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 31. 31 em lấy một cuộn cước là cuộn cước Denuk Sport. Đây các nhá, hình con cá hồi này, hình cá hồi này. Của hãng Viking thôi nhé, Viking Core NTD này. Đây, size sẽ size số 6 nhé, size số 6 dài 500m. Cước sẽ cước màu vàng chanh trong, vàng chanh có độ trong suốt thôi nhé. Đây, đó, in cả hai mặt thôi nhé. Hàng mới chưa qua dụng, còn nguyên tem như này, nguyên tem này. Size số 6, 500m, một cuộn Viking. Con này mã số 31, 31 cuộn này sẽ để giá 150 ngàn nhé. 31, 150 ngàn cuộn cước này, hàng mới nhé. Rồi tiếp tục mã 32. 32 có một cuộn cước Sunline tiếp theo, một cuộn cước Sunline size số 4, tiết diện sẽ là 0.330 mm, dài 500m, tải được 12 lb, là tải được 5,5 kg cá coi nhá. Hàng mới chưa qua sử dụng, còn nguyên tem luôn. Đây, còn nguyên tem coi nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp coi nhá. Đây, đó, cước sẽ cước màu trắng, cước màu trắng. Con này mã số 32, 32 cuộn này sẽ để giá 160 ngàn. Mã số 32, 160 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 33. 33 em lại có một cuộn Sunline tiếp theo, cuộn Sunline size số 4 này, 500m này. Đây, Japan có nhá. Cuộn này là Big One có nhá, Big One size 33 này. Đây. Đây, con này đã qua sử dụng một chút thôi, người ta đã lấy khoảng tầm vài chục mét thôi, vài chục mét thôi, còn cực kỳ là nhiều nhá. Cuộn này còn khoảng trên 400m thôi nhá, trên 400m thôi. Đây. Cước xem cứ màu xám trong này, màu xám trong quá nhá, xám trong. Size số 4 500m một cuộn Sunline. Cuộn này mã số 33, 33 cuộn này sẽ để giá 130 ngàn, 33 130 ngàn. Rồi tiếp tục 34 em có một cuộn này, một cuộn Numit, Numit Note coi nhá, Numit Note này. Size sẽ size số 4, dài 500m, Made in Japan đầy đủ coi nhá. Cước sẽ cước màu xanh trong nha, màu xanh trong nha nhá. Nó cước rẻ tiền. Mã số 4, mã số 34, mã số 34 cước size số 4. Cuộn này dài 500m, cuộn này sẽ để giá là 70 ngàn, mã số 34 nhá. 34 70 ngàn. Rồi tiếp tục 35. 35 này là có một cuộn Sunline tiếp theo, một cuộn Sunline size số 6, dài 500m, tải được 19 lb, 8,6 kg nhá. Tiết diện sẽ là 0.405 mm. Đây. Sunline có nhá, Sunline Japan nhá. Đây. Cuộn này thì còn khoảng tầm có một nửa có nhá, còn khoảng tầm 250m, còn khoảng tầm 250m có nhá. Đây. Đó, khá là nhiều. Cước sẽ là cước màu cam trong có nhá. Đó, mã số 35. 35 cuộn cước size số 6. Tải được 8,6 kg, cước Sunline, mã số 35 sẽ để giá 100 ngàn. Rồi tiếp tục 36 này có một cuộn Sunline tiếp theo, em có một cuộn Sunline size số 2 nhé, size số 2 này, tải được 8 lb này, tải được 3,6 kg, dài 600m, màu da nua nhé, màu sẽ màu cam như này, màu cam trong nhé, cam trong. Sunline Mỹ Japan nhé, nó thông tin đầy đủ nhé. Đây, IGFA grad các nhé. Đây, cước sẽ cước này các nhé, đây các nhé. Đó, cứ trong veo luôn. Còn cực kỳ là nhiều nhá. Con này gần như là mới nhá. Còn gần như là mới nhá. Con này người ta lấy khoảng tầm 20-30m thôi. Còn đâu gần như là mới. Mã số 36, con này sẽ để giá 130 ngàn. Mã số 36. Rồi tiếp tục 37. 37 giới thiệu cho ba em có một cuộn cước Touré này, cước size số 10. Touré size số 10. Tiết diện sẽ là 0.520 mm. Mỗi một cuộn này sẽ là 50m không nhá. Giá 750 yên này. Mỗi một cuộn này em sẽ để giá là 40 ngàn trên một cuộn nhé. Đấy, hàng Touré này sẽ bán lẻ. Mã số 37, 40 ngàn trên một cuộn này nhé. Đấy, các bác có thể mua liền nhau được. Mua liền thì là dây nó sẽ liền nhau nhé.
hai cuộn là 100 này, ba cuộn 150 này, bốn cuộn 200 nhé, nó cứ liền nhau thôi nhé. Mã số 37 cuộn cước Touray size số 10. Cuộn này sẽ để giá 40.000 trên một cuộn nhé, 40.000 trên một cuộn. Rồi tiếp tục 38 giới thiệu cho các em có hai cuộn cước này. Cuộn này thì em thấy đã qua sử dụng, người ta cuộn lại rồi. Còn cuộn này thì nó hơi cũ một chút. Thì em gộp lại cho các thành một mã như này. Đây, em đang cuộn Sunline Big One. Size số 8 này. Dài 500m này. Giá 1.100 yên này. Đây. Đó, cuộn này đã qua sử dụng, cuộn lại nhá. Đó, rồi tiếp tục cuộn số 6 này. Dài 500m. Cuộn này sản xuất tại Korea các nhá. Một cuộn này của Nhật này, cuộn này Korea này. Đó, thì hai cuộn này thì em sẽ gộp lại cho các bác. Hai cuộn này gộp lại cho các bác là mã số 38. Đấy, các bác là 100.000. Rồi, mã số 39 em giới thiệu vào có một nốc luôn, một nốc nhé, tổng cộng 4 cuộn nhé, 4 cuộn chủ yếu là của Sunline nhé. Đầu tiên giới thiệu một cuộn là cuộn của IGK này, size số 2 này, đây, From Tiner này các nhé, đó, size số 2 nhé. Cước bên trong còn khoảng tầm 70-80m gì đó, còn khá là nhiều, 70-80m có dùng thoải mái nhé. Đây, đó, cước sẽ có màu hồng trong này nhé, đây, size số 2. Rồi tiếp tục cuộn Sunline tiếp theo, cuộn Sunline này, cuộn Sunline size số 3, dài 500m. Tải được 41kg cá nhé. Cuộn này còn khoảng tầm trên 100m thôi nhé. Còn trên 100m nhé. Màu sẽ màu cam trong. Màu cam trong này nhé. Cam trong vắt nhé. Rồi tiếp tục đến cuộn size số 6. Size số 6 cuộn Sunline tiếp theo. Cuộn này sẽ là màu trắng thôi nhé. Cuộn cước sẽ cước màu trắng nhé. Lúc này còn khoảng tầm hơn 100m. Thoải mái nhé. Còn hơn 100m nhé. Đó đây. Size số 6 dài 500m thì sử dụng khoảng tầm 400m thôi. Tiết diện sẽ là 0.405mm. Tải được 86kg cá nhé. 86kg cá nhé. Rồi tiếp tục đến mã cuối cùng. Đây một cuộn cuối cùng, cuộn này một cuộn cũng của Sunline luôn, một cuộn Sunline size số 2. Cuộn này sử dụng đúng này khoảng tầm 200m nhé, khoảng tầm 200m nhé. Đó, 200m. Size số 2 này. Dài 500m này, sử dụng hết khoảng tầm 300m thôi. Đó, còn khoảng tầm 200m. Tiết diện sẽ là 0.235mm, tải là 6 NB là 3 kg cá nhé. Thì là combo số 39. 39 4 cái cuộn như này, 4 cuộn như này. Đó, 4 cuộn này sẽ để giá là 150.000. Mã số 39 nhá. Rồi cuối cùng mã 40 giới thiệu qua em có một dòng cước là một cước size to, một cuộn cước của hãng Sanzo nhé, Sanzo size số 10. Mỗi một cuộn này sẽ là 50m. Đây, cước sẽ là cước mới nguyên chưa qua sử dụng nhé, còn nguyên tem này nhé, nguyên tem nhé. Có mua bao nhiêu cuộn em sẽ cắt cho các cái cuộn nhé. Hai cuộn là 100, ba cuộn là 150, bốn cuộn 200 nhé. Có các muốn liền với nhau thì em cho liền luôn nhé. Đây, một cuộn mã số 40, một cuộn Sanzo size số 10, 50m trên một cuộn nhé, Sanzo nhé. Mỗi cuộn này em sẽ để có giá là 50.000 trên một cuộn nhé, 50.000 trên một cuộn. Bác nào chốt mã cho em ạ, 50.000 trên một cuộn. Đó, thế là mã cuối cùng rồi. Hôm nay nên cho các bạn là 40 mã này, bác ưng mã nào thì là thích mã nào thì nên lại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0878690099 để chốt hàng trực tiếp nhé. Hoặc là ebook qua Zalo. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn qua video tiếp theo. Bye bye.